Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Getting the looks in the banner. Legacies. Hey, yo anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Theo yêu cầu của bác Quý ở video lần trước, hôm nay chúng ta sẽ build nhân vật Magic, hay còn gọi là Burger, với set thân Gaion, cũng như là sẽ được mix với đôi tay Abunix. Kèm theo đó là một cái vũ khí ABA, cũng như là một cái Wing 3. Ốc PVM là ra sao, cũng như lượng đam đem lại là bao nhiêu. Với skill giật xét dòng điện 500kV, thì liệu rằng em nó có thể sống sót hay không? Thì để chứng minh điều này, chúng ta hãy đi đến với khả năng tẹt quái của em nó. Let's go! Để tẹt đam em nó, mình đã đến với map Fera level 400. Và mình sẽ build nhân vật Magic ngày hôm nay xoay quanh nhân skill giật xét. Thì như anh em đã thấy, khả năng đam AOE của giật xét cực kỳ bá đạo, cực kỳ rộng. Khả năng lây lan của tia điện là cực kỳ rộng lớn, 17k đam, như trên màn hình là 17k đam. Và sau một hồi test, mình nhận ra rằng đam em nó ở map Fera cao nhất là 20k đam. Thì để đạt được lượng đam này, nhân vật mình đã mang những trang bị gì trên người? Thì theo như nhân vật của bác đội quỹ yêu cầu, mình sẽ mang Wing 3. Và mình kiếm được Wing 3 cộng 7 với ộp là Wing đam 12, cực kỳ phế vật, chưa thể được. Vì không có lúc nên mình sẽ không tăng lên được cộng 11 cũng như 13. Kèm theo một cái Wing 3 thì sẽ là set thân Gaion như bác yêu cầu. Một set Gaion càng chính được mix tay lên gần Ammonix sẽ để tăng thêm 10% được bộ đam. Và cặp ring vẫn là ring Ammonix, dây chuyền vẫn là dây chuyền của set thân Gaion. Kèm theo đó, mình sẽ mang cho em nó một cái ring phù thủy. Ring phù thủy thì kiếm khá là đơn giản, bởi việc anh em sẽ đi clear phù thủy trắng là sẽ có tỷ lệ nhận được, cũng không có gì tổ tiền với cái ring này hết. Cực kỳ, hoặc là lên cửa hàng anh em có thể mua với giá là 1B, cực kỳ rẻ mà. Kèm theo đó, mình sẽ đi với một cây vũ khí level 400 ABA cộng 15 và ốp mana, một ốp cực kỳ phế vật. Và tất nhiên rồi, session 15 thì phải có khuyên tai, phải mang khuyên tai cho em nó để cho nó trút. Mình sẽ mang một cặp khuyên tai cộng 0 level 750 và level 700 ở bên phía bên tai. Và vũ khí phụ của mình như bạn yêu cầu là vũ khí sập kết, nhưng mình chưa kiếm được nên mình sẽ mang tạm với một cái trick với ốp là 7 attack và 8 mana. Kèm theo đó, mình sẽ đi với sách thuộc tính là gió. Tại sao lại là gió? Bởi vì mình đang build nhân vật này xoay quanh skill giật xét. Đây, Gigantic. Và Gigantic sẽ có yêu cầu sách thuộc tính là sách gió thì nó mới gây ra được lượng đam ổn nhất có thể. Và skill giật xét hôm nay của mình đã được tăng lên đến rank 6 khi mà anh em lên level 860, 865 thì anh em sẽ được lên rank 7 ở kiêu nâng cấp. Vậy với item như vậy thì bảng C của em nó ra sao? Chúng ta hãy đến ngay bây giờ. Bảng C cộng điểm của em nó ở level 850, chúng ta sẽ cộng 634 stream. Anh em có biết tại sao là 634 không? Bởi vì cái set Gaion này á, nó yêu cầu lên đến 634 sức mạnh và 297 nhanh nhẹn mới có thể mang được. Đúng ra khi mà mình đang build với skill giật xét thì chúng ta nên tối thiểu stream và tăng vào năng lượng tối đa có thể. Nhưng bởi vì yêu cầu thấp nhất của set là 634 sức mạnh nên mình bắt buộc phải tăng 634. Ở ô thứ hai, ô nhanh nhẹn, mình cố ý tăng gần 800 và chúng ta sẽ đạt được lượng thủ là 1140 và lượng attack speed là tốc độ đánh là 132. Lượng tốc độ đánh cũng không là quá cao, nhưng mà đối với skill giật xét, một skill có khả năng lây lan cực kỳ rộng lớn, thì lượng tốc độ đánh như vậy xem như là ổn. Kèm theo đó, mình sẽ tăng max con số điểm còn lại vào năng lượng để có được một lượng đam gần như là tối đa. Và đối với bảng C như vậy thì khả năng mà chúng ta đạt được ở bảng C mở rộng là gì? Crit đam chỉ là 5%, nhưng mà excellent dam, dam hoàn hảo lên đến 25% và double dam lên đến 28%. Đây là một chỉ số khá quan trọng. Và bỏ bao phòng thủ là 10%. Vậy đối với bảng C như vậy, bảng master cộng ra sao? Chúng ta hãy đến ngay bây giờ với bảng master và master cộng. Chúng ta hãy đến ngay về bảng master. Đối với bảng master, ở bảng thủ, chúng ta sẽ tăng 10 điểm vào khả năng phòng thủ, 10 điểm vào ô hồi mana, 10 điểm vào ô hồi máu và 10 điểm vào ô hồi của team, cũng như là 10 điểm vào defense và 10 điểm vào khả năng phòng thủ thành công.
và điều bắt buộc chúng ta phải tăng 10 điểm vào khả năng đẹp của giáp. Khi mà anh em tăng 10 điểm vào ô này á, thì khi anh em mang đủ set thì sẽ được bonus thêm một phần là phòng thủ, và đây là điểm bắt buộc để anh em có thể tăng được ở các ô tiếp theo. Thì đối với các ô tiếp theo, mình sẽ tăng 15 điểm vào năng lượng. Anh em có thể bỏ 10 điểm của máu để lấy max 20 điểm của năng lượng, tùy thuộc vào anh em muốn tăng đam hay không. Mình sẽ tăng 14 điểm vào nhanh nhẹn và 10 điểm vào sức mạnh. Anh em phải chú ý, khi mình tăng 10 điểm vào sức mạnh ở ô này kèm theo đó thì nó sẽ tăng cho anh em được một lượng bảng C. Đây, mình sẽ cho anh em thấy cộng 35 điểm sức mạnh ở bảng C và 35 điểm dư ra mình có thể cộng xuống vào năng lượng. Ngoài ra, cũng như mình đã nói với anh em ở các video trước, ô này là một ô cực kỳ quan trọng nếu như anh em mang Win 3. Khi anh em mang Win 3, các em anh em để ý Win of Run Defense tăng khả năng phòng thủ của Win lên đến 77 điểm, và sẽ tăng, mình ở đây mình sẽ tăng 20 điểm vào khả năng attack của Win, khả năng tấn công. Ở bảng skill thì như thế nào? Bảng skill mình sẽ lấy 10 điểm vào khả năng tấn công thành công. Mà tại sao chỉ là 10 điểm mà không phải là cao hơn? Mình sẽ nói một lát ở phía sau. Và 10 điểm vào Lightning cũng như là 10 điểm vào Blast để có thể học thêm được 10 điểm vào skill quẩy rồng. Sau khi có được skill quẩy rồng, mình sẽ tăng 20 điểm vào ô Magic Mastery để lấy được lượng đam tối đa. Từ đó mình sẽ tăng 15 điểm vào máu để đạt được 698 máu, 20 điểm vào Max Mana để đạt được lượng đam tối đa, 10 điểm vào Agi để có thể tăng được 15 điểm vào máu Max, và mình sẽ được nhận thêm là 1000 máu, cực kỳ ngon. Và mình sẽ tăng 20 điểm vào skill đam của skill giật xét, bởi vì mình đang build quanh skill này và đây là một ô cực kỳ quan trọng. Ở bảng tấn công thì như thế nào? Mình chỉ tăng 10 điểm vào khả năng tấn công, nhưng bù lại mình sẽ tăng 20 điểm vào vũ khí một tay. Anh em nên nhớ mình build theo nhân vật MG, một nhân vật MG phép thuật, và luôn luôn sử dụng là vũ khí một tay, thì anh em bắt buộc phải tăng vào ô thứ ba này. Và mình sẽ tăng 10 điểm vào ô Mastery của vũ khí một tay. Kèm theo đó mình sẽ tăng 10 điểm vào khả năng phục hồi khi giết quái cho máu, để đem lại được một khả năng trụ đường có thể ok nhất có thể. Và mình sẽ chia đều 13 điểm vào ô Minh Mạc Đăng. Và một ô cực kỳ quan trọng mình đã nói rất nhiều lần ở các video trước là phải tăng 10 điểm vào ô hồi 100% HP này khi anh em đi PVM, đem lại khả năng hồi phun máu cực kỳ bá đạo. Và còn 22 điểm mình sẽ chia đều cho ô Double Dam và cũng như là ô bỏ qua phòng thủ của quái. Trên đây là bảng Master của nhân vật Magic đi theo đường giật xét. Tiếp theo chúng ta hãy đến với bảng Master cộng. Anh em đừng quên để lại cho mình một like và subscribe nha anh em. Ở bảng Master cộng, mình sẽ phải di chuyển sang ô nâng cấp skill giật xét 2, 3, 4 và ô số 5. Chúng ta sẽ tăng 20 điểm vào skill đam của skill giật xét và lấy 15 điểm vào đam của mỗi lần đánh. Và còn vài bao nhiêu điểm chúng ta sẽ tăng vào attack skill đam. Sau này anh em lên level cao hơn, cụ thể là lên thêm 15 level, anh em tăng 20 điểm thêm 5 điểm vào ô này để đạt max 20, và dồn thêm 10 điểm vào ô tăng rank tấn công, nghĩa là tăng cái vòng mà cái đam giật sẽ có thể gây ra, sẽ tăng lên được 1 điểm. Và điểm này sẽ được thể hiện ở đâu? Chỉ là ở đây. Hiện tại rank của skill giật sẽ chỉ là 6, nhưng khi anh em tăng lên 10 điểm vào ô này thì sẽ được thêm là rank 7 chứ không phải là 6 như bình thường nữa. Ở đây sau này anh em có thêm kinh nghiệm cũng như sẽ thêm điểm để căng thì anh em có thể tăng vào một trong hai cái này. Ở trên là mất máu, ở dưới là độc, tùy thuộc vào anh em. Với khả năng solo một mình ở mạng Phera 400, vậy ở các map là cao hơn, giống như là map Jungle 1, Jungle 2, Jungle 3 thì em có thể phong tốt hay không? Chúng ta hãy đến ngay bây giờ để map Jungle 1. Map Jungle 1. Let's go. Đây, mình sẽ ra ngay đây luôn, không phải đi đâu cho xa. Cực kỳ thơm lưng, 27k đam, không tệ một chút nào. Khả năng solo một mình là cực kỳ tốt. À, quý con. Anh em biết đây là gì không ạ? Ở server của mình á, khi anh em giết phù thủy đỏ sẽ có khả năng tăng quý con, tức là đồng tiền mà có thể, trừ khi anh em nạp vào thì mới có. Ở đây chắc ép thêm 5 quý con này, nhấn chuột phải để ăn.
và chúng ta sẽ có thêm 5 quy con để có thể mua được vật phẩm cực kỳ thơm cho những dân cày. Ok, mình sẽ phải thử một bài quái nào thật là đông để tẹp được đám em nó có tốt hay không. Khả năng giật xét cực kỳ dày, anh em thấy không? Con quái này đi từ bên này vòng qua cái trụ này mà vẫn ăn đam của mọi người, cực kỳ thốt, đám xuyên tường đấy, đám tốt mà sao lại chết được. Hồi này mình quên ẩn auto để em lại có thể tự động đánh. Vậy khi có thêm một EE book thì lượng đam của em nó là sẽ là bao nhiêu? Để mình xem hiện tại max đam của em nó là bao nhiêu đây. 24k 5. Bây giờ mình sẽ cho thêm một EE book để phù em nó. Ok, mình vừa đưa một EE book lên. Và bây giờ lượng đam của em nó sẽ là bao nhiêu đây? Và khả năng trù của em nó thì cực kỳ bá đạo rồi. Không cần EE book vẫn trên tốt, nhưng mà có EE book thì lượng đam gây ra sẽ càng lớn hơn nữa. 29k đam, thêm được 5k đam, cực kỳ thơm. Khả năng trên cực kỳ bá đạo và nhìn cực kỳ đẹp mắt. Đây là một skill mà khi anh em đi tên về team thì khả năng kéo quái về cho các nhân vật khác đam cực kỳ tốt, giống như BM. Nếu như không có skill này của MG thì BM sẽ phải chạy lòng vòng để kiếm quái đâm gió, nhưng mà khi đã có EBM này thì quái sẽ bù lại và lượng đam mà để thu phục quái thì cực kỳ ngon. Bây giờ chúng ta sẽ đến với map Jungeon 2 để xem em đã có thể trên được hay không. Tất nhiên đối với một nhân vật phép thuật thì chẳng ai đem nó đi solo một mình cả, trừ khi được hợp bất đắc dĩ là anh em chỉ có chơi một nhân vật. Nhưng mà đối với trò chơi MU này thì mình khuyên anh em là sẽ phải đi theo team, vừa để có bonus EET, vừa sẽ có được book của EE cũng như là các nhân vật khác. 28k đam, chỉ bị giảm 1k đam thôi, cực kỳ ngon. Ai bảo skill giật xẹt là phế? Nhìn đi, hãy nhìn đi, đám như này mà là phế hả? Đám cực kỳ ngon. 39, ui, nhìn mình vừa nhìn không lầm là sẽ vừa đạt được 39k đam. Trời ơi, mình sẽ đi qua một bài quái dày hơn để xem khả năng trù của em nó, và mình sẽ gọi luôn cả EE book lên. Có thể là không cần luôn, không cần EE book luôn. Đây, ui, sao được 3 con vậy? Sao được 3 con quái vậy? Giật. À, đặc biệt một skill giật xẹt này là có thể phám xuyên tường. Đây, mình sẽ tẻ cho anh em thấy. Đứng bên này tường nhưng mà quái ở trong tường vẫn sẽ dính. Đâu nhỉ? Mình sẽ phải kiếm. Mình sẽ phải kiếm một bức tường và đứng ở bên ngoài. Đây, mình sẽ đứng ở trong này và sẽ gây đam ở quái ở ngoài. Đấy, anh em thấy không? Con quái phía ngoài vẫn dính đam, cực kỳ khốn, cực kỳ khó chịu. Đây, bây giờ mình sẽ gây đam ở con quái phía trong. Đấy, vẫn dính đam kìa, anh em thấy không? Chết rồi. Đây là một sự bá đạo của MG, quá là ngon. Bây giờ mình sẽ lôi em nó lên map Jungeon 3, một map được xem là vượt ngưỡng ở level này. Và tại sao mình lại gọi là vượt ngưỡng? Khi mà anh em ở các season sau này á, mà level của anh em chưa đủ mà anh em đã lên map cao hơn, dù rằng là game cho phép anh em lên, nhưng mà lượng đam anh em gây ra bởi quái là cực kỳ thấp và quái đánh anh em cực kỳ đau. Ui, máu tụt kìa, máu mình tụt kìa, 2k1 máu. Trời ơi, quả đánh đau quá. Anh em thấy không? Dù rằng là 20k đam, nhưng mà máu ở Jungeon 3 cực kỳ trâu, quả còn là một đường máu cực kỳ lớn, nên khả năng mà anh em clear quả cực kỳ chậm. Ok, mình vừa gọi EE lên và đang đợi book của EE. Đây, book đam. Và ủa, sao không book giáp? Đây, book giáp. Và khả năng trên của em nó như nào? Cũng cực kỳ thơm lưng. Hư. Chết. Vẫn trên được, đặc biệt là khi anh em đi với team.
Bây giờ mình sẽ kiếm một bài quái khác cho nó rộng rãi hơn một chút. Khi Merger mà build với skill giật xét này thì khả năng đi trên vệ tinh là cực kỳ bá đạo. Thì trên đây là những cái kinh nghiệm của mình cũng như là cách build của mình khi build nhân vật Merger với skill giật xét, xét thần Gaion và Win 3+7. Thì hy vọng video này sẽ giúp ích được nhiều cho bác quý cũng như là các anh em khác. Và bác quý đừng quên để lại cho mình một comment để mình biết được là video này có thỏa mãn bác hay không. Và mọi người có thể yêu cầu các video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại nha. À, anh em đừng quên like và đăng ký kênh để có thể theo dõi các video tiếp theo nha. Bye bye, tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.